Chào quý cô chú anh chị đã quay lại với kênh YouTube của những anh em của tụi em ở nhà của chị Hồng Loan ha. Hà Vinh Vlog và Quang Vlog nha quý cô chú anh chị. Thì vào buổi trưa ngày hôm nay, chú Tránh cũng đang đứng ở ngoài trước để tưới sân, để chuẩn bị cho xe bưu điện tới nhận những đơn hàng gửi đi trong và ngoài nước cho quý cô chú anh chị của mình ha cả nhà. Thì cả nhà cũng biết là chị Hồng Loan lúc này làm ăn buôn bán là rất là ok và được nha. Một ngày một tuần có thể xuất đi 4-5 lần đợt hàng đó bạn. Đó. Thì chúng ta cũng ở đây chia sẻ cận cảnh, mặc dù là không có qua bên shop 506 Trường Sa. Đó là cái shop mà dài da ví da của chị mới khai trương ngày hôm qua ngày 9 tháng 1 ha. Những anh em của tụi em cũng túc trực ở nhà của chị Hồng Loan số 5 Điện Toàn Địa Điểm để cập nhật thông tin thường xuyên, bởi vì đây là cái chỗ chính từ xưa tới giờ của những anh em của tụi em, cho nên là không đi đâu cả, nhất bất di bất dịch chỉ ở lại đây để chia sẻ tới cho quý cô chú anh chị mình thôi. Đó, cũng mong cả nhà mình ủng hộ cho hai anh em tụi em ha. Thì một cái thông tin mới vừa cập nhật cách đây khoảng không lâu, vài tiếng trước thôi quý cô chú anh chị. Thì cái chị mì xào củ mì này cũng đã lên một cái danh sách rất là nhẹ nhàng tình cảm nha quý cô chú, là lập 26 cái kênh YouTube đã từng nói xấu về chị. Thì không biết trong đó là có những anh em của tụi em hay không, nhưng mà em nghĩ là nếu mà có thì tụi em cũng chịu thôi, chịu bó tay thôi, bởi vì tụi em đâu có nói xấu gì chị ta đâu. Thật sự chị ta từ cái drama này chị ta đi sau người ta hết đó, nói chính xác là đi sinh sau đẻ muộn đó quý cô chú anh chị, là vô cái drama này sau tất cả những anh em của tụi em còn nói về vấn đề mà chị ta sinh trước, đẻ trước là đúng rồi quý cô chú, chị ta đã có tuổi rồi đó, nói chung là có tuổi và cũng có tên luôn rồi ha quý cô chú. Thì còn cái vụ mà sinh sau đẻ muộn là đi vô cái drama này sau người ta đó, mà đẻ ra cái kênh YouTube để lên mà để cào cấu để nói người này người kia là muộn hơn người ta rất là nhiều. Bây giờ nói chung anh là buổi sáng ngày hôm nay nha cô chú, là chính thức là cái chị mì xào Củ Chi này cũng đã là lên tiếng. Lên tiếng thì cũng nói thẳng là mấy anh em YouTube trước nhà chị Loan cô chú anh chị đó, thì cô ta cũng nói rằng là sẽ lên hết cái những cái danh sách là đỡ là chuẩn bị đến đây là sẽ lập những cái vi bằng. Ủa nhưng mà em thấy rất là vô lý á, là hiện tại bây giờ là cái chị ta cũng đã là quay xe là qua cái bên cần cần kia anh đó, nhưng mà cái một điều đặc biệt đáng nói ở đây á, tại sao chị đứng bên phía bên cần cần chị nói xấu về chị Loan và chị Ni được, thì chúng em là ở trước nhà chị Loan thì quay rất là lâu rồi, thì cũng nói chung á là quay để bảo vệ cho chị Loan. Thì chị ta cũng lên tiếng là khịa mấy anh em của tụi em nha cô chú. Thì tụi em nói lại là chị ta đòi lập vi bằng. Ủa đâu ra vậy anh? Thì cái chuyện này thì chị ta có tiền, chị ta muốn làm gì làm. Thì theo như thông tin tụi em cũng biết là chị ta cũng là người có tiền, nhưng mà về chị giàu có bao nhiêu thì tụi em không biết. Còn nếu chị muốn lập vi bằng thì chị cứ lập đó, thì tụi em cũng đành chịu thôi. Nhưng mà tụi em những cái truyền tải về chị là chính xác nhất, tại vì không có lửa thì làm sao có khói. Chính ngày xưa chị bước chân vào cái drama này, những anh em YouTube của tụi em cũng rất yêu quý chị, cũng một mực là một chị hai chị, chứ chưa bao giờ mà có những tiếng mày tao mày tớ hay là nói những cái gì mà nó không hay về một cái người lớn tuổi giống như chị. Tụi em luôn luôn tôn trọng chị là một người chị. Đúng nhưng rồi một anh. Tiếng chị là hai tiếng chị đó. Nhưng mà chị nghĩ sao, chị làm YouTube và khi chị lên một cái bài để chị nói về một nghệ sĩ hải ngoại, trong đó có một cái vấn đề rất là tế nhị nha chị. Chị nói là đu bám theo vì chén cơm YouTube dơ bẩn. Thật sự những anh em của tụi em ở đây ăn cơm là từ cơm của tiền YouTube trả cho tụi em đó chị. Cơm trắng, cá tươi, chứ không phải là ăn cơm với sình bùn với đất cát mà chị nói là dơ bẩn nha chị. Và không lẽ bây giờ chị làm cái kênh YouTube từ khi mà chị bước vô cái drama này tới bây giờ chị được bao nhiêu tiền, chị thống kê lại đi. Và những cái tiền đó chị có đem chị cho làm từ thiện hết, hay là chị có mua gạo chị nấu cơm ở nhà chị ăn hay không? Và khi mà nếu mà chị mua gạo về từ cái đồng tiền YouTube thì chị cũng đang ăn những chén cơm giờ bận như vậy. Tại sao chị phải đem ra chị nói như những cái câu nói mà nó không có hay? Chị tức ai thì chị cứ nói thẳng người đó, kêu tát tên thẳng người đó vô mà nói. Đừng có quơ đũa cả nắm những anh em YouTube ăn cơm dơ bẩn. Thì nói chung á là cái chị này là cũng là một người có học của anh. Em đúng cũng rồi. Nghe nói là chị này là học cao lắm á. Đó. Nhưng mà sau khi mà chị rời tem rồi á, là chị có những cái lời nói á, phải nói rằng á, là rất là xấu luôn anh. Lời những cái lời nói mà không có được đẹp. Đó, xúc phạm người này rồi xúc phạm người kia.
Thì hồi trước khi mà anh nói là mấy anh em mình rất là tôn trọng cái chị này là đúng. Tại vì sao? Tại vì là hồi trước kia là cái chị này là cũng vào trong tem của chị Loan á cô chú. Đó thì bảo vợ chị Loan và chị Ni. Thì sau khi mà chị này là qua bên phe cần cần rồi thì anh em mình với chị ta là hiện tại bây giờ là hai phe đối lập. Đó thì chị ta ở phía cần cần nói xấu chị Loan được, thì mình ở bên đây mình vinh vực chị Loan mà mình phán bịa lại được chứ anh. Tại sao chị nói được mà tụi em lên tiếng nói về chị á là chị đòi lập vi bằng, ủa ở đâu ra vậy? Thì mình cũng nhắc lại cho bạn nhớ một cái vấn đề này luôn ha. Khi mà chị ta đã nói là không có tham gia vào cái drama của nhà của chị Loan nữa, và chị ta có lên bài chị ta nói về bất cứ một người nào, anh em chúng ta ở đây cũng vẫn không bao giờ đề cập tới vấn đề đó, đúng chưa? Nhưng mà chỉ riêng một điều, chị ta lên một cái tập 70 mấy, chị ta nói anh em YouTube dơ, YouTube bẩn. Thực sự YouTube là đụng chạm tới toàn thể những anh em YouTube, chứ không riêng về những anh em YouTube ở trước nhà của Trường Long. Thì chị ta cũng làm YouTube mà anh. Đúng. Nhưng mà chị ta có một điều vậy nè, chị ta không hiểu. Chị ta từ trước đến giờ chị ta nói ai trong cái drama của nhà Trường Long, những anh em chúng ta cũng không hề đụng chạm tới chị ta bao giờ cả. Chính chị ta khơi cái màu ra nói về anh em YouTube. Và chị ta cũng quên, chị ta cũng là đang làm YouTube đó. Dạ. À, thiệt, chị ta cũng đang làm YouTube. Thì anh nói rồi, sẵn em nói luôn. Đó, chị ta là cũng làm YouTube phải không? Nhưng mà chị ta là quay xe đi, chị ta kêu mấy anh em YouTube á, trước nhà chị Loan á, là cẩu hùa. Ủa, cái hồi trước là chị cũng làm YouTube. Chị bên phía chị Loan. Thì chị nói như vậy là chị cũng là một người cẩu hùa luôn anh. Thì có một cái gì nữa nào quý cô chú anh chị, em nói cả nhà mình luôn ha. Chị ta nói là chị ta là người đầu tiên lên để phản biện, để binh vực cho chị Hồng Loan. Cái đó sai rồi, cái đó là chị nói sai rồi. Thực sự không phải riêng mình chị đâu, ở trên trang mạng Facebook có mà đầy người ta theo cái drama của chị Hồng Loan và con của cố nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh ha. Là được nhiều quý cô chú anh chị mình yêu quý. Chẳng qua người ta không làm YouTube thôi, nhưng người ta vẫn lên bài viết và vẫn luôn lên nói để bảo vệ cho con cố nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh. Không riêng gì một mình chị, và ở đây cũng có những anh em YouTube cũng đã tự nguyện, tình nguyện về đây để quay, để chia sẻ tới. Chứ không phải là riêng một mình chị, mặc dù là tụi em làm kiếm tiền đó chị. Nhưng mà để mà tụi em đánh đổi lấy một cái video để được lập một cái vi bằng và bao nhiêu đó tiền, có đáng không chị? Nhưng tụi em vẫn cảm thấy đáng nha chị. Bây giờ tụi em tự nguyện mà, chị cũng nên tự nguyện. Và khi chị tự nguyện thì chị nên phanh phui ra và lôi kéo luôn cả những anh em YouTube chưa hề đụng chạm tới chị. Chị thấy như vậy thì nó có đáng mặt làm một người chị hay không? Đó, thì tụi em cũng có vài cái video gửi tới cho chị như vậy. Tại vì chị đã điểm danh 26 anh em YouTube, thì không biết là trong đó có những anh em của tụi em hay không. Nhưng mà nếu mà có tụi em cũng phải đành chịu thôi. Chứ bây giờ chị đã điểm danh rồi thì không thể nào né chỗ nào được hết. Thì tụi em cũng cố gắng kiếm tiền để đi theo chị, để đi hầu thôi chứ biết sao giờ. Anh em của tụi em mến chào quý cô chú anh chị và chúc cả nhà mình một ngày vui vẻ nha.